Rồi hello anh em nhé. Đó, lời đầu tiên thì cho cửa hàng xe máy Mưa Phương Lam mình xin được kính chào cô dì chú bác anh chị em gần xa. Đó thì hôm nay mình lên giới thiệu cho anh em một chiếc Super Harley nha anh em nhé. Đó, con này thì được mang phân khối 320 phân khối. Đó, trên thị trường Việt Nam mình dòng này thì giờ cực kỳ là hiếm luôn. Đó, con này thì mang bản đủ anh em nhé. Đó, có hai đĩa trước. Có hai đĩa trước anh em này. Hai đĩa trước, một đĩa sau, một két nước là mát anh em này. Hai bô hai máy. Đó, hai máy mang bộ chế hai bình xăng đây. Đó, xe đang còn cực kỳ là đẹp đấy anh em nhé. Đó, phần lốc máy này, cục đầu lòng xe cực kỳ là đẹp luôn. Đó, con này thì được đăng ký từ 2010 đến giờ nha anh em. Đó, mọi chức năng thì hoạt động đầy đủ cả. Đó, hiện tại thì đang đăng ký biển số thành phố anh em nhé, 59A3 đó, 03142. Đó, xe đang còn rất là đẹp luôn. Đó, phần lốp đếc của xe đang còn rất khá là dày đó anh em này. Đó, phần mui vỏ, nói chung là thân vỏ đang còn rất là đẹp. Đó, mua về chỉ việc sử dụng không cần làm gì hết. Bây giờ mình sẽ test tiếng máy cho anh em mình nghe anh em nhé. Đây anh em này. Máy nghe cực kỳ lực luôn nha anh em. Đó, đằng trước là mui rè có vô thêm một cái đầu con rắn nữa anh em này. Đó, mọi chức năng thì hoạt động đầy đủ cả, không thiếu thứ gì đâu. Đèn anh em này. Đó, đèn hát, đèn led luôn này. Đó, pha cốt đầy đủ hết. Đó, xi nhan này. Đó, không thiếu thứ gì anh em. Đó. Anh em nào thiện chí với những cái dòng này thì cứ liên hệ qua số Zalo hoặc số điện thoại mình có để trên phần mô tả cho anh em mình luôn rồi. Đó, xe đang lổ máy gang ti nghe cực kỳ là đã luôn nha anh em nhá. Đó, hai bộ hai máy. Đó, máy nghe cực kỳ là êm u luôn này. Đó, có két nước. Đó, xe đang còn rất là ok. Đó, mấy cái bình xăng của nó vót nhọn như này anh em này. Đó, cực kỳ là đẹp luôn. Đó, bầu bầu đặc trưng của Super Harley nó sẽ như thế anh em nhá. Đó. Rồi ok. Đó, anh em nào thiện chí thì cứ nhắn tin qua số Zalo hoặc số điện thoại giúp mình nhá. Rồi một lần nữa xin chào, hẹn gặp lại anh em.